Em xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại đan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa ấy. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo, Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên, các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em là thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì em vẫn có các mặt hàng như mọi khi. Đây là cái dòng Xuân Hè Sơn La này. Em nhập thêm để vào vườn này. Xuân Hè Sơn La này. Cái dòng địa lan rừng ở trước em giới thiệu các bác ấy này. Cái dòng này hoa rất to và hoa nó ra hoa vào mùa hè, cả mùa cuối mùa xuân, đầu mùa hè các bác nhé. Và xuất xứ của nó là vùng Tây Bắc Sơn La, hàng rừng nhưng mà cây rất chất lượng, hoa to nhé. Đấy, còn trong những video trước thì em cũng giới thiệu mặt hoa cho các bác xem rồi. Đây, đây sẽ có 3 khóm này các bác này, như khóm này là 4 thân này, em vẫn tính là 3 thân 1 mầm, 350 các bác nhé. 350 cái khóm này. Đây. Khóm này thì có 3 thân. Khóm này thì có 3 thân này. Cũng 350 các bác nhá, 350. 3 thân. Cũng 350. Cái này thân già cái cụt lá thì em không tính là một thân. Tuy nhiên nếu mà tách ra thì nó vẫn lên được mầm đấy các bác ạ. Đây. Đây là 3 thân. 3 thân một mầm này, đây. Tính là 4 thân một mầm này, 350 này. Cái hình này 350 này. Còn cái hình này thì củ giống nhá. Củ giống đấy. Nó có 2 thân, bé hơn này, đây. Cái này thì em bán 120 này. 120 cái củ giống này, Xuân Hè Sơn La này, về nó vẫn lên mầm các bác nhá. Đây. Cây Xuân Hè Sơn La này nó rất là khỏe. Trồng địa lan thì các bác có thể trồng vỏ thông, xay nhỏ nhá, không dùng xay to. Đây. Những giá thể em trồng luôn luôn vứt sẵn đây này, đây. Vỏ thông này trộn xỉ than tổ ong và trộn với mùn dừa thì cho ít thôi. Đấy. Chủ yếu là vỏ thông, xỉ than tổ ong và gạch đá vụn đập này. Đây. Ví dụ như là 3 đấu vỏ thông, 3 đấu cái gạch đá vụn và 3 đấu xỉ than tổ ong. Đây. Không có xỉ than tổ ong các bác thay bằng đá bọt cũng được. Đây. Hoặc là cái đá xanh xây dựng ấy. Đây. Cũng được các bác nhé. Đá rải đường ấy. Đây. Không dùng vỏ thông thì các bác dùng chơi vỏ lạc hun các bác nhé. Đây. Đều tốt cả. Nói chung là địa lan thì mày mò thử nghiệm thôi. Nhưng mà đa phần là nó cũng dễ sống mà. Chủ yếu là cái giá thể nó thoát nước tốt các bác nhé. Đấy là cái dòng Xuân Hè Sơn La. Em sẽ đi vào cái địa lan hàng rừng trước các bác nhé. Địa lan Mạc Thu này. Mạc Thu này là 100.000 một chậu các bác nhé. Nhổ chậu gửi này. Mạc Thu này. Tiến tới này, những cái giá thể lặng này thì em chỉ trồng những cái hàng sổ hoa thôi. Còn những cái hàng mà em trồng chia sẻ các bác bán đóng cả chậu thì em sẽ chuyển sang loại giá thể nhẹ hơn để đóng cho các bác gửi hàng đi cho nó tiện. Đây. Vừa tiện cho em mà là về các bác cũng đỡ phải chăm. Đây. Tứ thời lá to. Dòng tứ thời lá to này là 150.000 một phần nhé. Đây. Một phần được một chậu như này. Nhổ chậu gửi cây. Đây. Nhổ chậu gửi. Tứ thời lá to. Còn lá nhỏ thì là cũng là 150.000 một phần. Nhổ chậu gửi. Đây. Dòng lá nhỏ. Cái này là mới thuần thôi. Nhổ ra về trồng vẫn ok các bác nhé. Vẫn chả sao cả. Cái dòng lá nhỏ này. Kiếm lá giáo hoa xanh. 160.000 một chậu. Và nhổ chậu gửi các bác nhé. Dòng này thì hoa màu xanh và hoa ra dịp Tết các bác nhé. Rất là lâu tàn. Mặc dù cây cái hoa của nó mình có thể tưới nước liên tục vào mặt hoa. Nhưng mà nó cũng không nhanh tàn các bác nhé. Rất là lâu tàn. Có thể chơi từ 30 đến 40 ngày. Kiếm lá giáo hoa xanh. Dòng kia lan giáo thân củ và lá cũng khá là đẹp. Đây là kiếm lan giáo hoa xanh nó đang có lụ hoa này, cần hoa này, đây. Đây em trồng bằng cái gì? Vỏ lạc hun này, 100% vỏ lạc hun này. Đấy. Bới một tí bên dưới thôi là thấy nó cũng ẩm lắm rồi nhá. Đấy. Không phải tưới nữa, bên trên có vẻ khô nhưng dưới nó ẩm là được. Đấy. Không hề khô tí nào cả. Và cây sau 5 ngày trồng thì vẫn chưa có hiện tượng gì.
bất thường cả đấy. Nếu mà trồng nguyên bằng thằng vỏ lá khu này, không trộn vào cái gì này, ok là em cũng sẽ trồng như thế này thì nó dễ đấy. Cả một chậu to này nó nhẹ, nó chưa đến 1 kg đâu đấy. Nếu mà trồng đá thì nó phải rơi vào 5 cân đấy. 5 cân mà gửi tiền ship, ship nhanh thì chết tiền ship của các bác này. Địa lan, hạ lan, yên tử 160.000 một chậu, nhổ chậu gửi. Đây là mặt hoa của cái cây hạ lan yên tử đây, hoặc là tứ thời tây yên tử này. Dòng này thì cũng to này, 250 này. Em nhổ chậu gửi nhé. Chậu trồng giá thể là nó lặng, đất đá này. Cái loại này nó rất là dễ sống. Em gửi mấy bác trong Nam rồi gửi ảnh cho em. Hoa hết các thứ, cây rất là ok. Cái hàng hạ lan yên tử này. Caran thì 200.000 một chậu, nhổ chậu gửi các bác nhé. Địa lan caran hoa xanh. Còn tứ thời lá nhỏ thuần 100.000 một chậu này. Đây còn chun lan. Chun lan 250 một chậu này. Nhổ chậu gửi hoặc là đóng cả chậu đấy. Chun lan này. Chun lan dễ sống mà. Đầu năm nay chun lan khá là hot. Nhiều người bảo khó sống này, trồng hay bị chết này. Do là trồng chưa đúng cách thôi nhé. Chưa hiểu về đặc tính của cây. Cái chun lan thì trồng rất là ok, khí hậu nóng trồng được đấy. Hoa thì phải nói là đạt 10 điểm luôn về độ thơm. Sắp tới em sẽ nhập thêm nhiều chun lan nữa, em về em thuần. Thuần rồi là để Tết nó ra hoa là có cái mùi hoa, hương hoa gửi. Rất thích. Chu đinh vàng em bán là 100.000 một phần các bác nhé. Địa lan chu đinh vàng này, này. Dạng củ này, thân thảo này đấy. Nó rất là dễ sống. Hoa thì đẹp này. Chu đinh vàng một phần như này là 100.000 các bác nhé. Nhổ cái củ đấy gửi các bác về trồng. Vứt đâu cũng sống. Cái bảng hồ điệp, tiểu hồ điệp rừng này, này hàng rừng nhé. 250 một bảng này. Em đóng cả bảng gửi về các bác chơi. Về thì các bác chỉ việc treo lên tưới thôi, không phải làm gì cả. Đấy là những cái dòng địa lan hàng rừng các bác nhé. Địa lan hàng rừng thì nó rẻ tầm 100-200 thôi. Còn em sang cái hàng truyền thống thì giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhé. Hàng truyền thống. Đây, bỏ cái này ra này. Các bác nào lấy thì mai em gửi cho này. Nhổ chậu gửi. Hàng truyền thống thì giới thiệu các bác là cái cây mạc biên này. Mạc biên này là mạc biên hàng nguồn gốc Trung Quốc nhưng đã trồng thuần ở Việt Nam các bác nhé. Đây. Đấy, chậu trồng thuần rồi. Người ta trồng cũng có cái đá xây dựng này này. Cái loại đá xanh này trồng rất tốt này. Trộn với vỏ lạc thôi. Tàu em thấy hay trồng như thế đấy. Mỗi cái này trộn vỏ lạc thôi. Mới bón phân trồng thôi, rất là đơn giản. Em sẽ cái vỏ lạc hun, tại cái vỏ lạc tươi kia thì em ủ nhưng mà nó vẫn bị chuột nó phá, nó bới ra, nó làm tổ trong này. Nên em vỏ lạc em hun hết rồi em trộn với cái này, trộn cái này thì nó lặng thêm thôi. Chứ còn trồng nguyên vỏ lạc hun em thấy vẫn khả quan. Này, một chậu như này là 450, 3 thân các bác nhá, 3 thân đang có một ngồng hoa, 450 này, đóng cả chậu gửi này. Cái chậu này nó khá lặng nhá, đóng cả chậu gửi sẽ là 45.000 tiền ship đấy các bác ạ. Đấy. Đó. Nhưng mà cây thì đẹp, đảm bảo. Không bác nào mà nhổ chậu gửi cũng được. Nhổ chậu gửi thì em nhổ chậu gửi các bác, 36.000 tiền ship. Tiền ship nó rẻ hơn. Về các bác đôn lên những cái chậu như chậu sứ kia cả. Chậu sành sứ kia nhìn nó đẹp hơn là cái chậu này. Còn bác có thời gian trồng thì bác mua cả cái chậu này về xong cứ tưới để đấy. Không ảnh hưởng gì cả. Hoàng Kim Bảo, địa lan Hoàng Kim Bảo 100.000 một thân, chậu này 5 thân là 500.000 này. Hoàng Kim Bảo cũng là một giống của Tàu và được trồng thuần ở Việt Nam các bác nhé. Hoàng Kim Bảo. Em chỉ có mỗi hai mặt hàng này là cái hàng Tàu thôi. Hàng Tàu có rẻ hơn. Em sang địa truyền thống các cụ này, hàng ta này, Bạch Ngọc Chân Hương. Bạch Ngọc Chân Hương 5 thân 2 mầm này là 500 nhé các bác nhé. Khóm này 500. Đây. Cái chậu Bạch Ngọc Chân Hương này. Đấy. Cái trắng trắng này là cái đá trân châu, đá trân châu trắng này, nó vừa nhẹ vừa ngấm nước này, thoát nước cũng tốt đấy.
Giá thể vỏ lạc hun này, trộn đá trân châu này và một ít vỏ thông nữa. Đấy. Trồng rất là ok. Giữ ẩm tốt này, thoát nước tốt này. Đấy. À, tùy đây em trồng cái này em thử nghiệm em xem này. Cái chậu này thì 4 thân một mầm này. 4 thân một mầm là 400.000 các bác nhé. Chân hương này thì lá nó mảnh mai mỏng. Mảnh mai nó hẹp, lá nó hẹp hơn. Không mỏng, nó hơi dày một chút chân hương này. Đây. Hoàng điểm cổ, 200 cả chậu này là 3 triệu 3 này. Còn tách lẻ hai thân là 950 nhé. Hoàng điểm cổ đây. Bộ lá xanh đẹp. Địa lan hoàng điểm thì cái này nó hoa nó sẽ ánh màu vàng. Và cái lưỡi của nó ấy, cái cánh môi của nó ấy, là có một cái điểm hình trái tim màu đỏ. Đấy là hoàng điểm. Ra hoa Tết nhé, thơm nhé. Dòng này thì ra hoa thu, tố tâm. Tố tâm 100.000 một thân. Tách chậu gửi các bác nhé. 100.000 một thân, địa lan tố tâm. Nó cũng là một trong những dòng bạch ngọc như chân hương kia. Nhưng mà tố tâm là một cái giống khác đấy. Thuộc dòng bạch ngọc đấy. 100.000 một thân. Bạch ngọc, dòng bạch ngọc hiện nay em có 3 thôi. 3 loại đây. Chân hương này, tố tâm và tiểu kiều. Tiểu kiều thì là 380 một chậu như này các bác nhé. Nhổ chậu gửi. Bạch ngọc tiểu kiều. Đông lan 600.000 một chậu. Đông lan là một trong giống địa lan truyền thống các bác nhé. Các cụ chơi. Mùa này các đang có hồng hoa. Có cây ra sớm, có cây ra muộn. Cây này thì chưa thấy có hồng hoa. Chậu này em bán 600.000. Nhổ chậu gửi. Và lửa chậu thì là 350 nhé. Cũng nhổ chậu gửi các bác nhé. Đông lan. Trần mộng cổ. Đây cho các bác xem trần mộng cổ đây. Trần mộng cổ hoa nó như thế này đây. Trần mộng cổ hoa như này. Ôi bị những cái con gì nó vào nó cắn hoa. Héo hết. Rất là ghét luôn này. Đây đen xì luôn này. Đấy, đen lát hết cả hoa rồi. Mấy cái con này. Làm xấu mặt hoa. Hy vọng là cái cần bên này nó đẹp hơn này. Ba thân này là 750 này, nhổ chậu gửi đây. Và các bác nào ở gần như quanh khu vực Hà Nội thì, thì em ship cả cái chậu luôn cho các bác, về chỉ việc tưới thôi. Đây. Cái chậu này em lấy thêm 100.000 nữa. 30.000 tiền ship này. Ba thân là 750 các bác nhá. Đây, ngồng hoa này không tính, đây hoa này không đạt. Bị sâu nó ăn này. Bực quá. Đại mạc cổ nhá. Địa lan đại mạc cổ này. Ba thân 950. Đại mạc cổ. Lá bóng đè dày đẹp này. Hôm trước thì có cái chậu 950 này em cũng ra đi rồi. Đại mạc cổ này. Còn chậu này nữa. Bác nào ở gần thì em ship cả chậu đó. Chậu này lấy 100.000 thôi. Dày quịch luôn. Cái loại men gốm này. Mà sờ nó mát lắm. Những cái chậu này sờ nó mát. Nên nó dễ địa lan nó thích. Nó không nóng như là những cái chậu nhựa này. Đây. Chậu nhựa này thì nó bị om nhiệt những lúc trời nóng này. Còn cái chậu này nó rất là mát này. Sau trồng địa lan thì trồng chậu sành sứ này. Tuyệt vời hơn này. Đấy, cả em có cái địa lan lalum cái này hàng rừng nhé. Em thêm vào 380 khóm này, 5 thân này, này. Lalum này. Có những khóm 100.000 cũng có các bác nhé. Đấy. Các bác nào lấy thì em gửi thêm vào. Địa lan lalum. Đấy là cái hàng truyền thống vậy. Khoảng 8 loại hàng truyền thống các bạn. Hiện tại vườn đang khoảng 8 loại. À đây 9 loại chứ. Đây. Đại kiều này. Đại kiều là 900. À 780, 780 ba thân này các bác nhé. Đại kiều. Đây. 4 loại bạch ngọc, 9 loại lan truyền thống. Đây. Gần 10 loại. Đấy chun lan em trồng này. Chun lan em trồng những ngồng hoa này đây. Chả sao cả. Trồng giá thể rẻ tiền đấy. Chun lan này. Em sang lan hài nhé. Cái hài kim vàng Lai Châu này. Hài kim vàng xin hồ Lai Châu này. Cái chậu này là 600 này.
nhiều chậu gửi này. Cái hài này thì nó đắt các bác nhé, nó đắt này, hài thiên lý. Thiên lý là 160.000 một chậu nhá, nhổ chậu gửi. Hài Levium. Levium của Thái, hàng rừng Thái, chậu này 230, đóng cả chậu gửi này. Còn đây là cái cây hài cảnh này, em lại thuần lại. Đây. Hài cảnh. Hài cảnh thuần được khí hậu Hà Nội nhé. Khí hậu Hà Nội thuần được, cái trong lam thuần được. Đây là cây hài cảnh em trồng này. Đấy. Giờ nó lên những cái mầm mới này. Vừa rồi ra hoa. Nên mầm mới trồng được mà, cứ qua mùa nóng là trồng được, còn hoa hay không thì để xét. Ví dụ như cây hài giáp này trồng được gần 2 năm rồi nó mới cho hoa này các bác này, rất là ghét này. Lâu cho hoa, có cây dễ cho hoa lắm, Helen thì dễ cho hoa. Helen thì những cái cụm lá thấm thủy nó bám sẵn này, năm nào cũng cho hoa đều, cây rất là đẹp. Cục này 5-600 này các bác, các bác nào ở gần đến bê về chơi cho vào cái chậu chậu nước này. Đây những cục cá thơm thủy em trồng sẵn này, cứ 500.000 đổ lên các bác nhé. Đây, mất thời gian trồng lắm. Cái cụm hài gấm to này thì tác phẩm rồi, tiền triệu các bác ạ. Nó chỉ là bình thường thôi nhưng mà nó được đôn lên và mất thêm thời gian chăm nữa, phải bỏ công các bác ạ. Và cái cây nó cây tuyển, nó phải đẹp ạ. Hài cốc si, cốc si cốc kỳ 50.000 một phần, được khoảng 3 chậu như này nhé, nhổ chậu gửi các bác nhé. Hài hồng 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Đây, hoa hài hồng đây, chuẩn bị có hoa này các bác này, có hoa ngắm rồi. Đây. Cốc si thì có những cây, mấy cây có lụ đấy em gửi cho các bác hết này, rồi còn một vài cây còn lại thôi thì bác nào lấy thì em vẫn nhổ những cái chậu này. Em gửi cho các bác về chơi hoa nhé. Và cái lụ này thì những cái chậu này, những cái lụ này là những cái hàng gọi là hàng rừng nhé, em chưa biết mặt hoa các bác nhé, toàn bộ là hàng rừng hết, chưa biết mặt hoa, đang trồng sổ thôi, sau thành hàng thuần thì bán cho các bác hàng thuần, còn các bác là mua 50.000 một phần thì em vẫn nhổ. Đây. Vân lam này 25.000 một cây các bác nhé, vân lam 25.000 một cây, nhổ chậu gửi. Henry thì 50.000 một phần, nó khoảng 3 chậu như này các bác nhé, nhổ chậu gửi. Zaki 40.000 một cây các bác nhé, Zaki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi. Mốc hồng thì là 50.000 một phần, nó được khoảng 8 chậu như này các bác nhé, mốc hồng. Helen 50.000 một phần, được khoảng 3 chậu như này các bác nhé, hai Helen. Đây. Trần Liên, thì 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây nhé, cây sẽ như thế này. Hài táo thì 50.000 một phần, được khoảng 3 cây như này các bác nhé, nhổ chậu gửi. Hài kim vùng Tây Nguyên, 50.000 một phần, được một chậu, một khóm như này này, khóm to này này, kim Tây Nguyên này, rẻ tiền hơn so với cái thằng kim xìn hồ kia. Hài vẫy lữ thì 50.000 một phần, nó được khoảng 8 chậu như này các bác nhé. Còn đây là hài hài gấm này, 50.000 một phần, được khoảng 10 chậu như này, nhổ chậu gửi. Tất cả hàng nhổ chậu gửi. Xích ngọc đột biến này 200.000 một thân, đây có 4 thân là 800 này, một mầm này 800.000 bao ship luôn, nếu các bác nào lấy xích ngọc đột biến này, hoa trắng. Em có cái chậu tứ thời to này, lá to này, cả chậu này em bán 1 triệu này, ship tận nơi luôn này. Bác nào ở gần, bác nào ở xa thì nhổ chậu gửi thôi. Ngồng hoa lên cao phết rồi này, này. Vẫn tiếp tục có những ngồng dưới này, này. Cứ thời lá to này, to đùng. Cần hoa này nó cũng vượt lá đấy nhá, chứ không phải không vượt lá đâu. Này. Đây các bác xem. Cần hoa nó dài này mà, chăm tốt nó còn dài nữa. Như cần hoa của Mạc Thu nó dài đến cả mét luôn đấy chứ. Sang cái hàng phong lan này. Hoàng yến tím, 180 một chậu rồi, đóng cả chậu gửi đi này, hàng thuần sẵn rồi, về chỉ việc tưới và đợi hoa sang năm thôi các bác nhé. Hoàng yến tím, tóc tiên hoa tết là 200.000 một chậu này, cái này là dòng hoa tết, tóc tiên hoa khá là to, hoa kiểu dạng như hồ điệp công nghiệp ấy,
nó bé hơn một chút thôi. Đấy, cẩm cù của em này cũng ra hoa này này. Trồng cẩm cù ban đầu nó bị thối nhiều là do trồng cái mùn dừa, sau lại chuyển sang giá thể trồng địa, trồng kiếm thì nó lại rất là ok đấy. Cây này cứu được rồi đấy. Cứu được rồi, lá lại cứng cáp đanh trở lại rồi đấy. Những thân này có thể chết nhưng mà nó ra ra rễ lon mới này. Đấy. Cái gì mà ẩm quá nó cũng chết. Đấy. Sơn thủy tiên nhá, hàng thuần nhá, 250 một chậu nhá, đóng cả chậu gửi này. Rẻ quạt là 350 một chậu này, chậu lớn như này này. Nguyên cái chậu lớn đã gần 50 rồi. Kim Nhật Xuân này 90.000 này. Chậu này, đóng cả chậu gửi. Hoàng thảo Nghệ Tâm 200.000 một bảng lớn như này, đóng cả bảng lớn gửi các bác nhé. Còn đây là cây thanh đạm sữa 150 này. Thanh đạm tuyết hạ này. Cái cục này, cục này không bán, xấu ạ. Long Tu Xuân thì 150 một bảng nhé. Hạc Vĩ thì 180. Tam Bảo Sắc trắng tím Điện Biên thì là 150.000 một chậu, chậu thuần sẵn rồi. Đây là chồn này, khúc chồn là 150.000 này đấy. Hồ Điệp Ấn khúc này 90.000 nhé, 90.000. Hôm nay em có từng đấy Phần Lan, các bác có gì ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.